Em thử test cặp loa giá rất là cỏ. Thử rút rác ra nhé, không các bác lại bảo là tiếng hay quá, không biết có phải là từ đôi loa này không. Đôi loa này thì em sẽ bán với giá 3 triệu các bác nhé, nhưng mà mưa gió bớt cho các 100.000 tiền mua mưa nhé. Anh em 100.000 anh em mua mưa thoải mái. Tóm lại là đôi này hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 em sẽ bán giá 2.9 triệu các bác nhé. Đáng là bán 3 triệu nhưng sẽ bán 2.9 triệu bớt cho các bác 100 để mua mưa. Mua mưa thoải mái, mặc 2-3 cái vào cho đỡ ướt. Bây giờ em sẽ thử tiếp nha. Ấn vào này là nó sẽ lên nhạc này, chứ không nhiều bác lại bảo sao loa cỏ hay thế nha. Đấy, chiếc này đấy nha các bác nha. Đấy, săn xui nhá, săn xui đồ hoàng nhá, 700D, lỗ thở làm sao. Test loa đắt tiền nhiều rồi, test loa rẻ tiền cho anh em nghe, rất là hay. Mây xin dừng trên đêm với tôi một đêm, xin đừng bay trốn môi hôn thật êm. Gần đêm các bác ạ. Xin đừng nghe gió dâng lên thật cao, xin đừng ân ái với muôn vì sao. Nhân đây chia sẻ với các bác là nhiều anh em cứ bảo là nghe tại nhà hàng bao giờ nó cũng hay. Cái đấy cũng không phải đâu, nhiều khi nó mang tính chất khách quan và chủ quan nữa cơ. Quan trọng nữa là anh em chơi nhạc bây giờ, ví dụ em đang bật nhạc trên máy tính nhé, các bác chọn nguồn nhạc ấy, quan trọng là các bác chọn nguồn nhạc ấy. Bọn em bây giờ test toàn test trên máy tính, test trên YouTube thôi. Cùng một bài đấy anh em chọn những cái bài phối nó hay thì nó hay thôi. Bây giờ các bác chọn một cái bài phối nó dở thì có loa đắt tiền mấy thì nó vẫn cứ chán. Đấy, thôi quay lại cái cặp loa hôm nay nhá. Cặp Sansui 700DI. Cặp này thì nó là bass 20 các bác nhá. Nó cao khoảng độ gần 60 cm. Đấy, tích hợp cho các bác để phòng nhỏ. Đấy, con này thì nó là cỏ thôi nhưng mà nó gân nó vẫn còn zin luôn. Nó là gân vải lụa. Đây các bác nhìn này. Đấy, em quay rất cận cho các bác xem này. Màng kiểu vàng carbon. Cũng ba loa đàng hoàng. Bình thường 3 triệu hôm nay bán cho anh em 2.9 triệu nhá, bớt cho anh em 100 mà. Bớt cho anh em 100 mưa gió anh em mua mưa. Mưa các bác mua 2-3 cái các bác đi và mặc vào cho nó đỡ ướt. Cho nó an toàn. Đấy. Test toàn test cặp loa chục 20 triệu. Bây giờ anh em sẽ đến những cái sản phẩm nó hết sức là bình dân này nha các bác nhé. 2.9 triệu. Anh em có nhu cầu thì alo nhé. Các bác sẽ tiếp tục đăng ký kênh đi.
Em sẽ tiếp tục sẽ test một mớ cái dòng loa rẻ tiền này cho các bác. Phải test riêng lô này sẽ test riêng từng đôi một để giới thiệu các bác từng đôi một chứ không xô bồ. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm clip này.